Xin chào các bạn đã đến với kênh Trung tâm Cây Giống của tôi. Hôm nay giới thiệu cho cùng với các bạn là hai cái luống cây giống này rất là đẹp. Đấy. Bật mí cho các bạn, trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã bán cực kỳ nhiều loại cây như này. Đó là cây giống Ngọc Am các bạn nhé. Đẹp. Đây, hai cái luống này rất là dài này. Đây, cây Ngọc Am này rất là đẹp nha các bác nhé. Đây, mình sẽ bỏ qua cái này đi một chút để mình bỏ qua cái này đi, quay cho các bác xem một chút về cây giống Ngọc Am. Đấy, đây là cây giống Ngọc Am mà các bác này, hai cái luống rất là đẹp luôn. Đấy, đây, đấy, các bác thấy chưa? Đấy. Hôm nay có rất nhiều các bác, các khách hàng đã sau khi xem được video như này thì có hỏi bên mình rằng là cây Ngọc Am này thì nó có công dụng, tác dụng, rồi là khi mà trồng này thì bán như thế nào. Đấy, đấy, đây Ngọc Am đây, quang này. Đấy, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu chi tiết về cái cây này để các bác có thể là tham khảo. Đấy, đấy chứ, có tham khảo các bác nhé. Cây gỗ Ngọc Am này, đấy, các loại là khi nói đến cái cây gỗ tự nhiên thì nó là loại gỗ rất tốt và bền. Người ta hay nhắc đến gỗ hương, gỗ gụ, gỗ sồi thì nhưng mà rất ít người biết đến cái loại gỗ Ngọc Am như này. Đấy, rất ít người biết đến cái gỗ Ngọc Am. Đấy. Ngọc Am ấy thì nó là tên một cái địa danh, một xã ở Hà Giang. Hay một số tên, một số người còn gọi là Ngọc Am Hà Giang. Đấy, đều được các bạn nhé. Về đặc điểm gỗ Ngọc Am thì còn biết đến với cái tên như là Hoàng Đàn Liễu này, Hoàng Đàn Rủ này, hay là Bách Mộc, đấy, vân vân. Nó thuộc họ thân gỗ, đấy, họ Hoàng Đàn. Như các bạn biết là Hoàng Đàn thì là một loại gỗ rất là đắt rồi. Đấy, thì đây nó cũng là một loại như vậy các bạn nhé. Cây gỗ Ngọc Am thì có phần tán lá rậm rạp, cành nhỏ, rủ xuống, lá dài khoảng 1 đến 2 cm, đầu khá nhọn. Đấy, được chưa? Tại Trung Quốc người ta thường tìm thấy hoàng đàn liễu tại các khu rừng thuộc Trùng Khánh hoặc Hồ Nam, Quý Châu. Hiện nay ở Việt Nam thì cây mọc nhiều ở các tỉnh như là Lạng Sơn và Hà Giang. À, chính vì vậy mà nó có một cái tên là Ngọc Am Hà Giang. Đối với cây Ngọc Am thì chia thành nhiều loại khác nhau. Tại Việt Nam thì gỗ được chia làm 3 loại chính là Ngọc Am Vàng, Ngọc Am Đỏ và Ngọc Am Lào. Đấy, trong đó Ngọc Am Đỏ và Vàng là có nguồn gốc từ Việt Nam. Loại còn lại là có nguồn gốc từ Lào. Để phân biệt được ba loại này, người ta sẽ dựa vào mùi hương và màu sắc. Đấy, dạ. Có 3 loại các bạn ạ. Đối với lại cái Ngọc Am này thì cái công dụng chúng ta lấy gỗ làm nội thất, làm một loại nghĩa là cực kỳ hiếm và cực kỳ đẹp. Trong khi các bạn làm nội thất, các bạn nếu mà tìm xem ở các gia đình mà để có cái gỗ Ngọc Am này để làm nội thất ấy, thì hoàn toàn các hàng đại gia thôi các bạn, toàn hàng đại gia thì mới dùng cái gỗ Ngọc Am này để làm nội thất thôi. Đấy. Đối với lại cái gỗ Ngọc Am này, đối với ý nghĩa cuộc sống thì khó có loại gỗ nào vừa ý nghĩa lại vừa mang nhiều giá trị như gỗ Ngọc Am. Nó được nhắc đến nhiều trong phong thủy từ xa xưa, các bậc vua chúa cũng đã dùng loại gỗ này để gọi là chữa bệnh. Đấy. Với sức khỏe, gỗ mang nhiều cái tác dụng đặc biệt, vừa giải độc, lưu thông khí huyết, vừa giúp tinh thần sảng khoái. Đấy, ví dụ các công dụng chính như là lưu thông khí huyết này, giải độc này, làm chậm quá trình lão hóa này, cân bằng tinh thần. Đấy. Đấy, giá trị về tâm linh rất là tốt, giá trị về vật chất. Đấy. Cái giá thành của nó cũng rất là cao các bác nhá.
Đấy. Ở đây các bạn sẽ thấy rằng là có nhiều người sẽ nhầm lẫn giữa gỗ ngọc am với lại cái gỗ gọi là gỗ hương. Đấy, cái gỗ hương thì là nhiều bạn cũng sẽ nhầm. Đấy. Dạ, nhiều bạn là sẽ nhầm. Đấy, nên là khi mà các bạn đi mua cái gỗ ngọc am như thế này, đấy thì các bạn hãy lưu ý, phải cực kỳ lưu ý để phân biệt hai cái loại gỗ này các bác nhé. Trong những video tiếp theo thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt giữa cây gỗ hương và cái gỗ ngọc am này. Đấy, ngọc am thì có giá trị rất nhiều lần hơn so với gỗ ngọc hương, cái gỗ hương. Đấy. Thì đây, tôi quay lại tiếp với lại để các bác xem chi tiết cái cây giống ngọc am của chúng tôi. Đấy, đây. Bạn thấy này. Đây, cây giống của nó đây. Đấy. Đây cây giống gỗ ngọc am các bác nhé. Đấy. Đây, cây giống ngọc am hay gọi là hoàng đàn rũ. Đấy, đây. Chúng tôi đang có khoảng hơn 10.000 cây. Nó khoảng đây là hai cái luống ở bên bên này, còn một số ít nữa. Vài luống ở bên kia. Đấy, nó quay cái luống này đang rất là đẹp. Đủ điều kiện để xuất vườn cho các bà con trong cái năm 20 cuối năm 2022 và đầu năm 2023 như này các bác nhé. Đấy, cây này các bạn nhìn này. Đây. Tôi lấy cho các bạn này ra xem này. Đấy, rễ này các bạn thấy này. Rễ đã mọc ra rất là đẹp này. Đấy, cây nhìn này. Đấy. Vừa tầm đẹp để xuất vườn cho các bác luôn. Đấy, đây. Đấy, đây cái giống ngọc am đây. Ngọc am Hà Giang. Các bác nhá. Chuẩn 100% chúng tôi cam kết là giống chuẩn 100% ngọc am Hà Giang. Đấy, chúng tôi khi các bác lấy chúng tôi đều có giấy tờ cụ thể xuất xứ vườn cây, xuất xứ về cây giống này. Đấy. Đấy, đặt riêng ra các bác cho các bác quay để các bác dễ phân biệt nhìn, không quay nó nhiều cây quá nó sẽ hơi khó. Đấy. Các bác nào là các doanh nghiệp, công ty thì chúng tôi đều có thể xuất hóa đơn được cho các bác. Đấy. Ngoài ra tôi có đội ngũ kỹ sư kỹ thuật để hướng dẫn các bà con chăm sóc làm sao hiệu quả nhất đối với cây ngọc am như này. Đấy. Các bác nào đang có nhu cầu thì hãy liên hệ với chúng tôi theo cái số hotline hoặc Zalo đặt ở dưới tiêu đề cây này các bác nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ. Đấy, đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh, đăng ký subscribe kênh để nhận được nhiều video hơn nữa từ chúng tôi nhé.